Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bạn một số dự án Underdog. Con này là con NFT. NFT này thấy phát triển rất là mạnh. Rất nhiều các trang lớn đều đăng NFT. Ở đây nó ghi là một NFT là sẽ được 20 đô này. Và ngày từ ngày 5 tháng 11 tới ngày 19 tháng 11, một NFT trị giá là 20 đô. Mọi người sẽ nhận được một khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Thì đây nó có các nhiệm vụ ở đây nhá. Đó tham gia Telegram này, theo dõi Twitter này, và Redpin Twitter và tag ba người bạn này đó, và gửi một USDT hoặc một DAI vào vua của nó để xác kinh nhá. Và cái này nó ghi là tùy chọn thì nó cũng không bắt buộc bạn nhá, đó và điền vào cái mẫu sau, và nó cũng không có cái link ví hoặc link check để mình xem mình có xác kinh không được nhỉ, link ví nó check được không biết. Đây nó ghi là tùy chọn nhá, cái này nó không bắt buộc, mình chỉ cần nào mới theo dõi tham gia Telegram, theo dõi Twitter và theo dõi Twitter và tag bắt pin và tag bạn vào Twitter thôi nhá. Ok, sẽ đây thì hiện cái này ba cái này rồi vào con Telegram này. Ok, Twitter này con bài sự kiện này, đây là 5 người rất pin đấy, 5.700 đấy cả, các ba người bạn vào nhé. Ok, mình có ba người bạn này nhé, mình là Red Queen này, rồi mình ở đây nhá, mình comment vào đây cho nó nữa, một công đôi việc. Rồi gửi ví ERC20 thôi và Red Queen thôi, mình rất liên kết Red Queen thôi đó thì đây nha. Đây phải chú ý những cái nào nó của bạn nhá, không phải nhầm nhá. Đó cái bài này của mình nhá, cái bài này là của nó này, mình đến link của nó này, mình nhớ là nó phải có tên Twitter của mình ở đây nhá, đó thì mới được. Rồi ok mình gửi đi này. Rồi xong con này nhé, tiếp tục con thứ hai nhé, đây là con đây vua sắc kinh này, con thứ hai nhé, con này nhé, Vlan ET Prosec đó, thì đây tham gia cộng đồng để tính chúng tôi là một này, cái này nó ghi nhận được gì không ta, cái dự án này nó đã được nít trên GitHub rồi này, đồng coin này này, đấy ra mắt đồng Plan token à, đấy check xem nhá, nó bảo là nít trên GitHub mà Plan token đây nhá, Plan net nhá, PLA giá của nó là 0.018 lần 0.02 và nó xem thị trường nào. Market này, đây, nít trên Bitham này, Bitfresh này, Probit này, đấy, P2B này, đó đã được nít trên những cái trang này nhé. Ok, mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ của nó thôi. Tham gia cái Telegram này. Đây, cái đầu tiên này, 4.800 thành viên này. Vũ Văn Hà, đấy, ai cùng tên ta? Tùng Vũ, rất nhiều bạn Việt Nam là Android nhé, Nguyễn Hồ Hải Sơn tên kiểu thế. Rồi ok nhé, thì sau này bước 3 đăng ký này, đăng ký ở đây chúng tôi cấp cho bạn một lượng ít khoảng tầm 50-10 đô mã thông báo, khoảng 300 mã token PLA. Rồi thì tên Telegram của mình rồi, địa chỉ mail nhé, bên dưới là cái gì ta, cái dưới là cái mã xác nhận này, trời ơi tắt máy này, đến màn hình xác nhận này nhé, nó gửi cho mình không, đợi một chút nha, xem nó có mail biết gì không. Đây.
kích vào đâu đâu mà nó có cái gì đúng không? Dịch nên nó có một cái tiếng Trung Quốc mình không chắc ngờ nó kẹp vào đâu. Cái này nó cái gì? Nó cần gì xác nhận nha. Điền hai lần mail nha. Nó bắt mình điền hai lần mail. Con này hình như tiếng Nhật hay sao, giải ra ban mít đúng rồi. Rồi nhá, đây là tên thư là ID đang bạn gửi này. Rồi đợi một chút. Thư trả lời đây được gửi. Cảm ơn câu trả lời của bạn. Có vậy cả. Đây nó gửi cho mình một cái mail đây rồi. Thì kiểm tra nha, chúng tôi vui được gặp bạn. Dự án chính thức trên đền trang web của nó. Vậy thì nó gửi token cho mình kiểu gì ta? Hay nó lại gửi về CC tip nhé? Mình không thấy nó bắt điền địa chỉ gì ấy nhá. Mình chỉ cần điền mỗi hai cái đấy thôi. Mỗi cái ID Telegram này với lại mail hai lần này. Đó. Và hỏi cộng đồng Telegram chúng tôi, cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn. Đặt câu hỏi trên cái Telegram của nó hay sao ấy. Ví dụ đầu Telegram của nó đây nha, mình hỏi câu hỏi gì chẳng hạn. Mình gọi mình hỏi một câu hỏi cho nó buồn cười tí. Thế nó có yêu câu hỏi nha, bạn chú ý cho bạn cứ hỏi một câu gì cũng được. Nhỡ không hỏi gì thì nó mai lại không cho thì cũng phí đúng không ạ? Mình dịch nhé. Một dự án đến từ Nhật Bản thì nào PNA sẽ tới mặt trăng đấy. Hạn chắc đó Tuman quên đây nha. Đấy, mình hỏi một câu hỏi bất kỳ trong này nhé, cho nó vui vui thôi. Nhìn mình thấy nó có một yêu cầu hỏi nhá. Rồi ok vậy được rồi, mình chỉ cần chờ đợi thôi, có khi là nó sẽ trả về CC tip cho mọi người. Bấm vào xem sao được quan đây nha. CC tip là cái ứng dụng nha, cái trang nha. Bạn chỉ cần gọi CC tip này, nó ra CC tip bot này đấy, thì nó hay trả những cái token về đây cho mình đấy. Đây là trước mình có cái này rồi này. Vẫn vậy nhé. Và Dogecoin chưa có cái sự nhận nhận bởi Dogecoin đấy. Và con RTGS thì chưa có giá. Còn Tico này nó cho được có 0.0368 đồng này. Đó thì có khi mai nó không có hỏi ví mình thì có khi nó sẽ gửi về đây cho mình. Và còn một cái con này mình thấy mọi người giờ đang rất là hào hứng. Con ENA này có đã làm video giới thiệu các bạn rồi đấy. Và mình thấy rằng là mọi người rất đang hào hứng cái này, đang chat ấn độ và tiềm năng lắm, mình cũng không rõ là nó tiềm năng không. Đây mình thấy nhận được có một rep là 0.01 NLA thôi, và đây một NLA của mình đây là nhiệm vụ mà mình có làm video hướng dẫn rồi, thì mình check trên này có nha. NLA đây, có cái sự kiện NLA đây, mình mới thấy có một bạn theo mình thôi. Mọi người nếu mà nó tiềm năng mọi người xem mà làm thôi nhé, biết đâu mai cho gì to to, cho thì rất là ít nhưng có giá cao không 0.1 NLA. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhé.